Hello, đồ coi nhật bãi.com cho tất cả anh em mình cũng nha. Hôm nay em tiếp tục lên lưỡi câu cho mọi người nha. Hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 30.000 trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Rồi, đầu tiên thì em có cái lưỡi gì đây? Cái lưỡi này là lưỡi Only đây nè. Đây. Lưỡi này là 1 vĩ, 2 vĩ, 3 vĩ, 4 vĩ, 5 vĩ, 6 vĩ nè, 7 vĩ, 8 vĩ, 9 vĩ, 10 vĩ, 11, 12 nè. Đây. Dòng là dòng số 3 nha mọi người, lưỡi nhỏ nè. Loại này câu cá nục à. Câu cá này nè, đấy dòng này thì câu rất là sướng luôn nha. Loại này là lưỡi lông nha mọi người, lưỡi lông. Rồi mã số 1 nha. Đây lưỡi này thì bên em bán 20 vĩ nha, 20 lưỡi 20 bộ như thế này, giá là 200k nha một bộ này. Đây số 3 này, dài nến theo sẵn lưỡi lông nha, 2 4 6 6 lưỡi nè, 1 2 3 4 5 6 7 này tiếng Nhật không, 8 9 10 11. Đấy, em bán 20 vĩ nha. 20 vĩ giá là 20 vĩ giá là 200k nha mọi người. Hai như bịch, hai như 20 bịch như thế này nè. Đây. Nó đây nha mọi người. 20 bịch như thế này giá là 200k. Mã số 1 này. 20 bịch nha. 20 bịch là giá là 200k mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Rồi, mã số 2 là tiếp tục em có lưỡi câu này là cứ câu cá chép nè. Lưỡi này là chuyên cho mọi người đánh chép nha. Loại này là và 5 lưỡi nha, nó thẻo sẵn 5 cm nè. Đây, lưỡi này nè với câu cá chép thì cực kỳ đỉnh luôn. Lưỡi này câu cá chép cực kỳ đỉnh luôn đây. Nó làm nó thẻo sẵn 5 cái nè. Anh em về câu là cực kỳ đỉnh luôn nha. Dòng này thì dòng đây. UTK nha, UTK nè. Số 7 nè, 2m nè. Cái loại này là lưỡi cá lưỡi số 7 nha. Thẻo dây là 2m nè. Đấy, một bịch nè, hai bịch nè. Ba bịch nha. Đấy, ba bịch rồi lưỡi cho anh em về con chép nữa nè. Ba bịch rồi, lưỡi này nữa. Lưỡi này là lưỡi số đây, một bịch này. Đây, một bịch. Hai bịch này. Đây. Lưỡi này một bịch này, hai bịch, lưỡi này là lưỡi cũng chiên cho anh em con chép, con rô phi nè. 3 4 5 bịch này, 5 bịch. 5 bịch thêm anh em bịch đây. Một bịch số 12 này, một bịch lưỡi số 12 này, câu lưỡi này về câu rô phi với lại câu cá chép rất là hay luôn. 2 bịch này, 3 bịch này, 4 bịch này, 5 bịch này, đấy, 5 bịch nè, 5 bịch này. Cái lưỡi này cũng anh em về câu rô phi cũng rất là hay này. Đấy, lưỡi này là lưỡi số 11 này, 11 lưỡi dài nha, có ngạnh sau lưng này để giữ cá cực kỳ tốt luôn. Một này. Nói chung là anh em nào mà câu cá nước ngọt, câu thập cẩm thì đây. Dòng này nè, 1 bịch, 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nè, 12 bịch nè, 12 bịch nè, thêm anh em một hộp lưỡi con đầy bàn nè, con này là hộp lưỡi số 15 nữa nè, hộp lưỡi số 15 nha, đây, lưỡi là lưỡi ngạnh dài nè. Lưỡi này lưỡi ngành dài này, ngành vuông nha mọi người. Đấy. Lưỡi ngành dài ngành vuông này, một hộp này. Chờ em chút nha. Đây. Cả lưỡi nó đây, cả lưỡi này là cỡ lưỡi số đây. Cả lưỡi nó đây nha. Cả lưỡi này cả lưỡi cỡ số 9 á. Cả lưỡi này cỡ số 9 này, lưỡi dài này, rồi một hộp này là 100 lưỡi nha. Một hộp là 100 lưỡi, hai hộp lưỡi số 9 này. Hai hộp lưỡi số 9 này, hai hộp lưỡi số 9 này. Đây. Đây hai hộp lưỡi số 9 nha. Đấy, hai lưỡi cả số 9 mà là thằng dài với lại đóng này nha. Đóng này để cho anh em giá là 200k, hai hộp này là 200 lưỡi nè. Một bịch nữa. 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, 12 với lại hai hộp này nha. Hai hộp này để cho anh em giá là 200k. Mã số mấy? Mã số 2. Tiếp tục mã số 3 nha. Để em chụp. Rồi, tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục là em có lưỡi câu Hàn Quốc này. Lưỡi câu Hàn Quốc xuất Nhật này. Lưỡi mã số 3 này, lưỡi này thì bán sale cho mọi người về. Mã số 3 này, mã số 3 là em có lưỡi số 13 này. Đây, lưỡi này là lưỡi số 13 này, làm Unica này. Bên em có về là loại Japan nữa nha. Loại này là loại Hàn Quốc xuất Nhật này. Nói chung thì nó cũng như nhau à. Hàn Quốc với Nhật nó thì hôm qua là nó cái bên Nhật thì nó nhiều tiền hơn chút thôi. Đây, đây. Lưỡi này là lưỡi số 10 mấy đây. Lưỡi này là lưỡi số 13, 100 lưỡi nha, một hộp 100 lưỡi này. Đây anh em nhìn cả lưỡi nè. Lưỡi này là lưỡi thân dài nha, một hộp nè. Một hộp số 13 nè.
hai hộp số 13 nha, hai hộp số 13. Số 13 coi có số nào nữa không? 3 hộp số 13 thôi. 4 hộp số 13 nha. 4 hộp số 13. 4 hộp số 13 nha, Hàn Quốc xuất Nhật để anh em giá bao nhiêu 200k là anh em có 400 rưỡi nha. 400 rưỡi. Mã số 3 nha. Mã số 3 là 4 hộp lưỡi số 13 Hàn Quốc xuất Nhật nha, Korea này, 100 rưỡi. Mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Rồi, mã số 4. Tiếp tục là lưỡi tiếp tục là lưỡi Hàn Quốc này, lưỡi này là lưỡi số 15 này. Lưỡi này là số lưỡi số 15 này, loại này là một bao nhiêu hộp đây? 80 cái nha. Lưỡi này là cũng lưỡi dài đây. Lưỡi này là lưỡi thân dài này, đây mã số 4 này. Đấy. Số 4 này đây, lưỡi này nó to là 45 này, 6 ô ly nha, 6 ô ly, với lại dài là cao là gần 3 ô ly lớn này. Rồi. Lưỡi số 15. Hộp này là 80 cái này. Hộp này là 80 cái nha. Một hộp này. 80 cái này. Lưỡi này là lưỡi số 17 nè. Hộp này là lưỡi số 17, 17 này thì 50 cái thôi. 17 này là 50 cái này, lưỡi là lưỡi dài, lưỡi cực kỳ bắn luôn nha mọi người. Lưỡi này thì không bị rỉ rác rồi. Lưỡi 17 này, loại này thích hợp về cho anh em câu sông, câu biển. Rồi. Lưỡi 17 là ca rộng là khoảng cũng 6 ly mà cao hơn chút. Rồi. 17, 50 cái. Rồi một hai hộp 17 nè. Hai hộp số 17. Rồi hộp 15 rồi. Rồi, một hộp này lưỡi số 10. Một hộp này lưỡi số 13 nữa nè. Một hộp này lưỡi số 13 nè. À hai hộp 15 đi, hai hộp 15, hai hộp 17 nha. Hai hộp 15 lưỡi này cũng Hàn Quốc nè. Rồi hai hộp 15, hai hộp 17 giá chỉ có 200k thôi. Hai hộp 15, hai hộp 17. Đấy. Giá là 200k trên 4 hộp cầu nha, mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5. Đây tiếp tục là mũi số 5 này, lưỡi này là lưỡi long nha mọi người. Lưỡi long này nè, lưỡi này là lưỡi gamakatsu nha mọi người. Lưỡi long này, đầu địa Nhật nè, đấy. 1 2 3 4 nè, một bịch nè. Lưỡi này cũng gamakatsu này, cái này số 10 nè. Cái này là số 5 này, cái này là gì? Số 2 chứ, cái này là số 5 này. Đi số 10 gì đây? Đây. 2 4 à 10 lưỡi. Còn cái này là 5 lưỡi nè. Cái này là 6 lưỡi chứ. 6 lưỡi, hai bịch nè. Lưỡi long này ba bịch nè. Rồi lưỡi này là lưỡi dài này, lưỡi dài số 8 này. Lưỡi dài số 8 này, 4 bịch nè. Lưỡi này là lưỡi số 3 nè. Lưỡi này là lưỡi long này là lưỡi số số mấy đây? Tầm số 11 nha mọi người. Lưỡi này là lưỡi số 11 nè. Rồi lưỡi long này, lưỡi long này là lưỡi số 4 nè. Số 4 nè. Lưỡi số 4 nè. Lưỡi này lưỡi số 4 nữa nè. Lưỡi long nè, chờ hôm nay là chú ý lưỡi long nè, đấy lưỡi long nè, rồi bịch lưỡi long nữa nè, đấy cùng bo lưỡi long cho mọi người về chơi. Lưỡi long nè, đấy hai bịch lưỡi long này nữa nè, và một bịch, hai bịch, ba bịch, bốn bịch là số 3, số 3, số 5, số 2.0. lưỡi này lưỡi long, cũng lưỡi dạng lưỡi long này, này câu cá mương hay cá gì ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 nha, 13 bịch. 13 bịch, thêm bên đây một bịch này nữa, hai bịch này nữa. Đấy, hai bịch này số 12 này, 12 13 này nè, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k đóng này. Mã số 5 đi. Tiếp tục mã số 6. Rồi, mã số 6 tiếp tục là em có lưỡi câu rồi. Cũng của Hàn Quốc nhưng mà lưỡi này là lưỡi rồi. Đây. Cũng lưỡi này là lưỡi Nhật nha mọi người. Lưỡi này là lưỡi Nhật này. Lưỡi này là lưỡi Nhật, lưỡi này là số 14 này. Lưỡi này là cũng của Nikkei nha. Lưỡi hồi nãy là em lên lưỡi số Hàn Quốc. Nhưng mà lưỡi này là như 100 cái một lưỡi nha. 100 cái trên một hộp này. Lưỡi này là lưỡi số 14 nè. Lưỡi Japan nha. Đây em đo này, lưỡi bầu này. Đấy, lưỡi bầu nha, 100 cái trên một hộp. Số 14 này, đấy. Anh em nhìn sợ ai vậy? Đây, lưỡi này nó to mà nó quá hay vào này. Đây khoảng cao là khoảng gần 6 nè. Cầu quốc nó cũng là rộng khoảng 6 ô ly nha mọi người. Và rộng khoảng 6 ô ly nè.
Một bịch này là tâm lưỡi nè, cái này cũng là Nikkelai. Nikkelai hồi nãy là bình thường là hồi nãy là có Hàn Quốc, cộng cái này là có Japan nè. Rồi lưỡi này lưỡi số 14 nè, lưỡi số 14, hai hộp 14 nè. Rồi ba hộp Japan nha, ba hộp Japan là ba hộp Japan này để cho anh em giá là bao nhiêu, ba hộp này là 350, để cho anh em giá là 300k nha. Nói chung thì Hàn Quốc với Japan nó cũng như nhau à, nó chỉ là sản xuất ở Nhật với lại sản xuất ở Hàn Quốc thôi. Được số 14, rồi ba hộp để cho anh em giá là 200k nha, 200k ba hộp mã số 14 này. Rồi thêm anh em bịch lưỡi số 12 này, tức là thêm anh em bịch lưỡi số 12 và bịch lưỡi số 16 này. Đấy về anh em câu cho vui nha. Đấy rồi combo anh em ba hộp này và một hộp bịch lưỡi số 12, một bịch lưỡi số 16 là 300 lưỡi với thêm hai bịch lưỡi này nữa, mã số 6. Giá bao nhiêu, giá chỉ có 200k. Tiếp tục mã số 7 nè, mã số 7 dành cho anh em nào về câu màu mềm nè mọi người nè. Màu mềm nè, lưỡi này là lưỡi số 4 nha. Đây lưỡi này là lưỡi số 4 nè, câu màu mềm nè, anh em thấy có lưỡi không? Anh em nào câu màu mềm một bịch nè, lưỡi này là số 3 nè, lưỡi này là số 1/0 nè, lưỡi này là đủ lưỡi siêu to nè, lưỡi này là 2/0 nè, anh em thấy có lưỡi to không? Dành cho anh em về câu màu mềm nha. Rồi 1 2 3 4 5 6 7, 7 bịch này giá hơi cao nha mọi người. 7 bịch này để cho anh em giá bao nhiêu này, 7 bịch này thì nó lưỡi màu mềm đây nó hơi cao nha mọi người. Rồi 7 bịch này để cho anh em giá là 300k nha, 300k anh em. 7 bịch này nè, nó gồm có size là 3/0 nè, 3/0 nè, 5/0 nè, 4/0 nè, mấy lưỡi to chà bá lửa nha, cả ngón tay nè, 1/0 nè, 3 nè, 4 nè. Đấy lưỡi lưỡi màu giả nè, màu mềm, mã số 7, 300k bịch này. Tiếp tục mã số 8. Rồi, số 8 tiếp tục là cũng màu mềm luôn, người ta cũng cọc sẵn luôn. Đây màu mềm đi nha, đây người ta cũng cọc sẵn luôn này, mã số 8 này. Bịch này là 1/0 nè, này là mấy trên không đây, chê mẹ, cũng 1/0, 1/0, 1/0. Cái này là một size nè, cái này là 1/0 nhưng mà loại lớn hơn nè, có loại này là chính là loại này lớn hơn loại này nè. Đúng đấy. Rồi combo anh em đóng này thì cho anh em giá cũng 300k này, 300k là một bịch là màu mềm nha mọi người, con màu mềm này. Đấy lưỡi này là lưỡi đầu nị giặc này, 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 nha, 6 bịch. Rồi 6 bịch này để cho anh em giá là bao nhiêu, 300k, mã số 8, 300k 6 bịch nha. Tiếp tục mã số 9. Rồi số 9 tiếp tục là, rồi em có lưỡi này là Chino nha, dòng này là Chino Japan này, dòng này là của Nakuto này. Đấy Chino Japan này, lưỡi đây, lưỡi này là một hộp này là 100 lưỡi nha mọi người, một hộp này là 100 lưỡi nè, lưỡi Chino Japan này. Lưỡi này thì đây, lưỡi này là lưỡi số tương đương số 9 nha mọi người, lưỡi này là lưỡi tương đương số 9 nè. Đấy lưỡi đây, đây lưỡi này mà về câu rồi, tương đương số 9, 100 lưỡi nè, 100 lưỡi một hộp này, một hộp này, hai hộp này, ba hộp này, ba hộp nha, ba hộp. Rồi 3 hộp là 300 lưỡi nè, 300 lưỡi. Thêm một hộp lưỡi số 14 nữa đi. Đây, một hộp lưỡi số 14 của Nikkelai nữa nha. Rồi, combo này 4 hộp này để cho anh em giá bao nhiêu? 4 hộp này để cho anh em giá là 300k nha. 4 hộp này để cho anh em giá là 300k là 400 lưỡi nè, 400 lưỡi. Rồi, cũng thêm anh em mấy lưỡi số đây. Cái lưỡi này thì nó có cái nó có bị rỉ rác này anh em nè, thấy không, có cái bị rỉ rác nhưng mà lưỡi này câu rất là sướng, anh em chỉ cần về mài sơ qua là đánh rất là đã luôn nha. Rồi thêm anh em cái nào mà còn anh em không câu thì anh em cắt bỏ nha, còn mấy lưỡi còn lại là câu rất là sướng luôn. Rồi một bịch, hai bịch này, ba bịch, bốn bịch. Rồi lưỡi số 16 đây, em to số 16, ba bịch cỡ 16 nữa này. Rồi ba bịch số 16, một bịch số 12 để cho anh em giá là vẫn để cho anh em giá là 300k nha, bốn hộp đó rồi về. Thêm cái 4 bịch này nha, giá vẫn chỉ có 300k, mã số 9 nha. Tiếp tục mã số 10. Rồi mã số 10 thì cũng dòng Nikkelai. Nikkelai loại này là loại số 9 nè. Loại này là cũng là Japan nhưng mà loại này nó nhỏ hơn 100 cái nha, một hộp này 100 cái. Một hộp 100 cái này. Kiểu lưỡi nó đây.
Đấy, Nikolai thì nó giống của y như cái mấy hồi em bán Hàn Quốc cho mấy anh em về câu á, lưỡi nó câu rất sướng này. Anh em này nhìn này, lưỡi này là lưỡi số 10 nha mọi người. Lưỡi này lưỡi số 10 nè, đấy. Lưỡi đây. Rồi một hộp 100 lưỡi nha mọi người. Một hộp 100 lưỡi nè, số 10 một hộp này. Không có số 10 hai hộp này. Ba hộp nha. Rồi, ba hộp này của Sapan nha. Sapan thì nó đắt hơn của Hàn Quốc chút. Rồi, ba hộp này để cho anh em giá là bao nhiêu? Ba hộp này để cho anh em giá là 300k nha. 300k là ba hộp số 9 nè. Ba hộp số 9. 300k. Đọc từ từ. Thêm anh em một hộp gì nữa đi. Nó hai hai chút. Ba trăm k. Đây, thêm anh em hai bịch lưỡi dài nữa nha. Lưỡi này là lưỡi câu câu biển nè, đấy, lưỡi câu biển nha, thẻo sẵn nè. Lưỡi này câu rất là ngon luôn, về câu rô phi cũng cực kỳ đỉnh luôn. Rồi hai lưỡi hai bộ này. Một bộ số 12, bộ số 12 nữa. Một bộ số hai bộ số 12. Còn cái này là cái này em có cắt sẵn nè, cái nào hư là em cắt em bỏ ra em sẵn này, còn cái lại còn lại ngon này. Rồi, tặng cho anh em 5 bịch như thế này nha. 5 bịch hai bịch này, ba hộp này nữa. Rồi giá vẫn chỉ có 300k, mã số 10 nha, 300k. Tiếp tục mã số 11. Đây, 11 tiếp tục là lưỡi gì đây? Lưỡi này là lưỡi số 13. Rồi. Rồi, tiếp tục. Em tiếp nha. Rồi em có lưỡi Hàn Quốc loại nhỏ nè. Lưỡi Hàn Quốc loại nhỏ nè, một hộp này 100 lưỡi nha mọi người. Một hộp này 100 lưỡi nè. Lưỡi này là lưỡi số mấy đây? Nó ghi là số mấy đây để em coi nè. Lưỡi này là lưỡi số 9 nè. Lưỡi này là số 9 nha mọi người. Nhỏ xíu xiu luôn. Lưỡi số 9 mà nhỏ xíu xiu luôn nè. Đấy, cao là rộng là gần 3 ô ly 2 à. 2 ô ly, cao là gần 9 ô ly. Đấy. Cao là gần 9 ô ly nè. Hộp này là 100 lưỡi nha mọi người. Lưỡi này nó ghi là số 9 nhưng mà nó xíu xiu thôi. Số 9 nhưng mà số xiu nha, 100 lưỡi nè. Em coi loại nhỏ nó nữa. Đây. Cái này là số mấy? Cái này là số 7 nè, số 7 này nó lớn hơn số 9 nha. Nó là dòng này nó hay lắm. Dòng này số 7 nó hay lắm. Này. Nó hay là lưỡi này số 7 nha. Nó to hơn số 9 nha. Rồi. Lưỡi này để cho anh em cũng 100 lưỡi nha. Số 7 cũng 100 lưỡi. Số 7, số 9. Tiếp tục. Rồi số 7, số 9 em coi lưỡi nhỏ nha. Rồi lưỡi này cũng của Hàn Quốc luôn này. Đây, lưỡi này là lưỡi cũng thân dài luôn. Cũng này cũng 100 lưỡi. Cả lưỡi đây. Cả lưỡi đây, rộng là cao là 10 ô ly nè. 12 ô ly nhỏ nè, 11 ô ly nhỏ và rộng là 4 ô ly nhỏ nha. Rồi hộp này cũng 100 lưỡi. Rồi. 4 hộp này nha. 4 hộp nhỏ này. 4 hộp nhỏ này để cho anh em giá là 200k nha. 4 hộp nhỏ này giá là 200k nè. 4 hộp nhỏ 200k. Rồi, còn hộp này cái gì của Hàn Quốc nữa. Hàn Quốc này số 7 nè. Hàn Quốc này số 7 nhỏ nhỏ nè. Sale cho mọi người luôn nha, trong 4 hộp kia luôn nha. Nhỏ nhỏ luôn, để cho anh em giá là 200k luôn. Lưỡi này nó ghi số 7 nè, nhỏ xíu xiu nè. Tức là 5 hộp 200k nha mọi người, bán cho mọi người về chơi cho vui. Rồi, rộng là 2 ô ly nè. Rồi, 100 lưỡi luôn. Lưỡi này là lưỡi số 7. Rồi mấy lưỡi này là cũng số 7, số 9 rồi đây. Rồi combo này đóng này. Giá là 4 hộp. Giá là 200k, à 5 hộp chứ, giá là 200k. Mã số 11. Tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là em có dòng lưỡi lưỡi gì đây? Rồi lưỡi số 15. 15 lần nãy lên rồi đúng không? Rồi em có lưỡi. Rồi. Lưỡi Nikolai này, cái này cũng Sapan này, lưỡi này lưỡi số 10 mấy đây. Lưỡi số 18 này, lưỡi này lưỡi số 18 này. Lưỡi này thì bự nè. Lưỡi này như trăm rồi. Nó không được trăm cái á, khoảng 6 70 cái gì đó. Rồi đây lưỡi này, lưỡi nó to thế này đây. Lưỡi này của Nhật này, Nikolai này. To như thế này nha mọi người. Lưỡi này là lưỡi số 18.
lưỡi số 18 nha, một hộp lưỡi 8 này, lưỡi này hình như 6-70 lưỡi đây một hộp á. 18 hai hộp 18 này, có hộp 16 nữa mọi người nha, lưỡi này là lưỡi bầu nha, lưỡi này là 16 nữa nè. Rồi hai hộp 18, một hộp 16. Rồi hàng Sapan nha, để cho anh em giá là 300k nha mọi người. 300k này, đấy. Lưỡi số 16 thế này đây, rồi. Lưỡi cực kỳ sắc luôn nha. Rồi hai hộp 18, hai hộp 16. Mỗi hộp thì khoảng hộp 18 thì khoảng 6-70 lưỡi gì đó, còn hộp 16 thì cũng vậy à. Cũng 6-70 lưỡi gì đó. Rồi, hai hộp 16, hai hộp 17. Và thêm anh em một máy bình lưỡi số 16 này nữa. Đấy, ba bình lưỡi số 16 này nữa nha. Ba bình lưỡi số 16 này nữa. Rồi, combo này để cho anh em giá khoảng chỉ có 300k thôi, mã số 12, 300k. 12 300k nha. Tiếp tục mã số 13. Rồi 13 thì em có bịch lưỡi long này. 13 thì em có bịch lưỡi long này, lưỡi này thì đây. Bịch lưỡi long nha, lưỡi này rất là nhiều lưỡi luôn đây. Lưỡi này về anh em câu biển nha mọi người, lưỡi này dành cho anh em câu biển nè. Bịch này là khoảng khoảng 300-400 lưỡi á. Gần 500 lưỡi á, lưỡi này gần 500 lưỡi nè đây. Nó cao là đây. Rộng là gần 4 ô ly nha, cao là gần gần 7 ô ly. Rồi. Một bịch này 450 lưỡi, để cho anh em giá là bịch này để cho anh em giá là bao nhiêu? 150k luôn. 150k bịch này nha. 150k bịch này lưỡi theo sẵn cho anh em câu biển. 150k mã số 13. Tiếp tục mã số 14. Rồi, 14 là cái gì đây? Lưỡi Gamakatsu này, không biết câu gì, lưỡi dài nữa nha. Lưỡi dài này, Gamakatsu. Đây, bịch này. Rồi em có hộp lưỡi này lưỡi cũng lưỡi dài luôn này. Đâu rồi? Em về cầm nó mất rồi. Đây, lưỡi này cũng là Nikkelai nha. Dòng này là của Nikkelai của Hàn Quốc nè. Lưỡi này cũng là lưỡi dài này, kiểu giống cái lưỡi này nè. Kiểu giống cái lưỡi này nè. Đấy, lưỡi Gamma này. Đấy, Nikkelai nè. Rồi, lưỡi này là 100 cái nha. Nó ghi là lưỡi số 13 đây. Lưỡi nó nhìn nó cũ bằng bằng nha. Nhưng mà lưỡi nó sắc lắm. Anh em nhìn cái mũi nhọn nó nè. Cực kỳ sắc nhọn luôn nha. Đấy. Nó cao là tới bao... bao ly lớn này cho bao ly lớn, rộng là 6 ly nhỏ này. Rồi, lưỡi này 100 lưỡi này, một hộp này. Một hộp này, một bịch này này. Một bịch này. Coi ly lớn lớn nè. Lưỡi gì đây nữa nè. Lưỡi này nữa nè, lưỡi này là lưỡi số như nó ghi là số 4 nè, có mấy lưỡi đây. Lưỡi khắc 4 này nữa nè. Kiểu lưỡi này. Kiểu lưỡi bầu nha mọi người. Lưỡi bầu này. Rồi, đây kiểu lưỡi nó nè. Đấy. 1 2 lưỡi này 100 lưỡi, này là lưỡi là bịch này, bịch này. Thêm này bịch này nữa nè, bịch gì nữa nè. Đấy. Bịch lưỡi này nữa nè. Rồi, có lưỡi dài nữa nè. Dài này nhỏ quá. Rồi, có bịch lưỡi dài nữa nè. Có bịch lưỡi dài nữa nè. Lưỡi này là lưỡi... đây. Lưỡi này lưỡi dài nữa nè mọi người nè. Đó. Cao là gần 3 ly lớn nè. Rộng là gần 5 ly nè. Rồi, 100 lưỡi nha. Lưỡi này cũng của Hàn Quốc Korea luôn. Của Hàn Quốc Korea nè. 100 lưỡi nè. Ghi là số 14 nè. Hãng này là ghi số 13 nè. Đấy, máy lưỡi này nữa, máy bịch lưỡi này nữa nha. Giá là bao nhiêu? Giá là 300k nha. 300k nha mọi người. 300k. Thêm anh em máy bịch lưỡi số 16 nữa. Thêm anh em máy bịch lưỡi số 16 nữa nha. Đây, 16 đây. Thêm anh em một bịch lưỡi số 12. Thôi bịch lưỡi 12 nhỏ quá. 1, 2, 3. Đấy. Lưỡi số 16 nha, 3 bịch này.
Rồi, giá chỉ có 300k, mã số 14. 300k nha. Tiếp tục mã số 15. Nguyên lý cao đang mạch ghê không biết. Rồi, 15 là em có một lưỡi này là lưỡi thân dài này cho anh em về câu biển, lưỡi này câu cực kỳ sướng luôn. Lưỡi này là em 20 vĩ nè, 20 vĩ đi cho anh em giá là 200k này, 1 này, 2 này. Lưỡi này là lưỡi số 8 này, anh em nào về câu biển hay câu rô phi thì cực kỳ đã luôn, số 8, số 12 này. Nó theo sẵn nha, có mấy bình lưỡi đằng sau nữa nè, đấy. Hay là số 12 nè, 12 nè, 11 nè. 11 này, 11 này, 1 bịch, 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch, 6 bịch này, 7 bịch này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 bịch nha. 20 bịch. Đây. Tiếp tục là 16 nè, em có lưỡi này lưỡi thân dài nè. Đây. Lưỡi này lưỡi thân dài nè. Rộng là 6 ly nè, cao là 1 2 3 này gần 4 ly nè, đấy. Lưỡi này cũng Korea xuất Nhật nha mọi người. Korea xuất Nhật này, 100 lưỡi nè, hộp 100 lưỡi nha. Đấy, hàng chưa qua sử dụng nè. Rồi, có hai cái lưỡi này nè, lưỡi này cũng là lưỡi cao nha mọi người. Lưỡi cao có cái lưỡi cao đẹp lắm luôn nè, lưỡi này là lưỡi bằng thép không rỉ nè, lưỡi sáng chó luôn nha mọi người. Rồi, lưỡi đây thấy không, có cái này có quắp vào nữa nè, lưỡi này có cái quắp vào nè, đấy lưỡi này cũng to rộng bằng cả lưỡi số 9 bình thường mình á, nhưng mà nó cao gần 3 ly. Rồi, một hộp. Tiếp tục cái hộp này nữa nè. Cái hộp này nó cũng bắp dậy vào nha mọi người. Đây. Mà em soạn lại lưỡi mới được. Đây. Cũng cao là 3 ly này bắp lại rồi. Mã số 16 này là 3 hộp nha mọi người. Tổng 3 hộp giá là bao nhiêu? 3 hộp là 300 lưỡi đây. 3 hộp này là 300 lưỡi. Giá là bao nhiêu? 200k thôi. Mã số 16 rồi. Em lấy 16 mã nha. Anh em liên hệ qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. 0794559193, Zalo cũng vậy 0794559193, hoặc số điện thoại là 0899202119, 0899202119 nha. Rồi, em lấy 16 mã.